Sinh lão bệnh tử là một quy luật trong cuộc sống của con người mà bất cứ ai cũng phải trải qua, không ngoại trừ các thần tượng K-pop. Họ cũng là con người và cũng sẽ có lúc mắc phải những căn bệnh từ nhẹ như cảm cúm, viêm họng, sốt, cho đến những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng và khó chữa trị. Bây giờ hãy cùng mình điểm qua những căn bệnh mà các idol nổi tiếng mắc phải. Giờ thì, Katie Go! 1. Bệnh tâm lý. Đây là tập hợp của nhiều căn bệnh tâm lý trầm cảm, rối loạn lo âu hay rối loạn triệu chứng thực thể, là loại bệnh rất phổ biến hiện nay và đặc biệt với các thần tượng nổi tiếng. Chúng thể hiện trạng thái cảm xúc, thất vọng, buồn phiền, chán nản, xuống tinh thần và dần mất niềm tin vào cuộc sống. Những căn bệnh này có nhiều nguyên nhân như di truyền, sinh học, thay đổi mức độ, dẫn truyền thần kinh, môi trường, tâm lý xã hội. Đối với các idol K-pop, nguyên nhân chính khiến cho họ mắc phải những căn bệnh này chính là áp lực đè nén và sự công kích của dư luận. Trên thực tế, có không ít nghệ sĩ đã vượt qua được chúng, nhưng cũng có những thần tượng vì quá tuyệt vọng mà dẫn tới tự sát. Nạn nhân lớn nhất của mạng xã hội chính là Sully của nhóm FX, một cô gái xinh xắn được biết tới với nụ cười thiên thần, bị mất điểm với khán giả, được nhiều người cho là do có lối sống buông thả cùng scandal tình ái với đàn anh hơn 14 tuổi. Dưới con mắt của họ lúc bấy giờ, đây không còn là cô công chúa hồn nhiên trong sáng mà trở nên hư hỏng, nổi loạn. Nhưng thay vì thấu hiểu, khi cô ấy được sống là chính mình, họ thi nhau lên mạng chửi bới và nguyền rủa cô ấy. Tài khoản DBN. Người này có vấn đề về thần kinh rồi, cô ta bị điên đấy, thật không thể chấp nhận được. Tài khoản BH bình luận. Mỗi khi thấy cô ấy được ven bên vực, tôi đều thấy kinh tởm và buồn nôn, thác loạn, bệnh hoạn. Tài khoản TB bình luận. Nhìn thật dí hợm, sao có thể khen quái đẹp được vậy? Còn tài khoản HK thì nói rằng, con này làm được gì cho nhóm của nó, đuổi nó đi, chẳng phải bốn người sẽ hoàn hảo hơn hay sao? Qua những biểu hiện của Sully trên mạng xã hội, ai cũng mặc định rằng cô ấy rất ổn, dường như những câu nói khó nghe trên mạng không làm ảnh hưởng tới Sully. Và rồi, cuối cùng vào năm 2019, tất cả mọi người đã lầm, Sully vì trầm cảm đã tự kết liễu cuộc đời của mình bằng cách khiến cho những người yêu thương cô ấy đau khổ nhất. Điều nực cười ở chỗ khi cô ấy ra đi, cả thế giới lại quay sang yêu thương cô ấy. Chính những ngón tay tử thần gián tiếp hủy hoại một đời người lại tiếc nuối và đau khổ cho nạn nhân của mình. Tài khoản DBN nói rằng, một nạn nhân của miệng lưỡi xã hội, của sự áp đặt và chế giễu, thiên thần sẽ trở về với thiên đường, chị sẽ không còn phải chịu đựng những đau đớn nhục mạ kia nữa. Còn tài khoản BH nói rằng, kiếp sau sẽ là một cô gái bình thường, vô tư vô lo, tít mắt cười nói bên đời sẽ không còn cô đơn nào đeo bám em nữa, yêu em. Còn tài khoản TB bình luận, chia sẻ thông báo Sully qua đời, tôi không tin. Tài khoản SK thì nói, đổi ảnh đại diện tưởng nhớ Sully. Ra đi được một tháng, người chị em thân thiết nhất của Sully là Guhada của nhóm Kada cũng đi theo cô ấy, cùng một cách thức, cùng một nguyên nhân, cùng một cách tiễn đưa. Có phải cái xã hội đầy phán xét này quá bất công hay không, khi họ chỉ đang cố gồng mình lên chống chọi với những sự công kích, cố nói lên cảm xúc của mình nhưng không ai muốn hiểu. Họ chỉ tập trung vào phán xét, tập trung vào so sánh để thỏa khâu khác làm người vô tội tổn thương. Quay lại năm 2017, khi Jong Hyun của nhóm Shinee cũng chọn cách tự tử để thoát khỏi trầm cảm, đâu ai ngờ anh ấy đã ra đi ngay trước thời điểm ra mắt bài hát mới. Ngay sau buổi giao lưu với các fan, chúng ta lại càng không thể tưởng tượng được anh ấy đã đau khổ và phải chịu đựng đến nhường nào. Đến đấy, ta phải đặt một câu hỏi lớn cho ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc về tình trạng thực sự của thần tượng mình. Họ liệu có thực sự ổn, họ có thực sự đang hạnh phúc không? Hay sắp tới chúng ta lại tiếp tục phải đón nhận một nỗi đau xé lòng khác khi trong thời gian ngắn trở lại đây, ta đã chứng kiến biết bao nghệ sĩ phải chật vật vì loại bệnh này. Thứ hai, bệnh ung thư. Ung thư là một nhóm các bệnh liên quan đến việc tăng sinh tế bào một cách mất kiểm soát và những tế bào có khả năng xâm lấn những mô khác bằng cách phát triển trực tiếp vào mô lân cận hoặc di chuyển đến những bộ phận khác trong cơ thể. Đây là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Nếu được phát hiện và chữa trị kịp thời thì sẽ có cơ hội chữa khỏi. Nhưng nếu đã để các khối u phát triển thành ác tính thì coi như họ phải nhận án tử. Trong K-pop có một thần tượng từng mắc ung thư máu nhưng đã hồi phục thật thần kỳ nhờ tình yêu vô bờ của ba mẹ. Trong một chương trình của IZONE, thành viên Choi Yena tiết lộ nhạy bé bản thân từng mắc ung thư máu. Khi tôi còn bé, tôi đã được chẩn đoán mắc phải bệnh lymphoma, một dạng ung thư hệ bạch huyết. Căn bệnh trầm trọng tới mức ngay cả các bác sĩ của bệnh viện cũng đã khuyên gia đình tôi hãy bỏ cuộc đi. Bởi vì điều kiện gia đình khó khăn và gánh nặng viện phí, bố mẹ tôi đã phải làm kim bắp bán trong vào mỗi buổi sáng. Bằng tình yêu và niềm tin vào cuộc sống, kỳ tích đã đến với Yena bé nhỏ. Cô nàng luôn thể hiện được sự biết ơn và hiếu thảo tới ba mẹ của mình.
Câu chuyện của Jenna đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Đúng là hạnh phúc không có sẵn, nó được xây dựng từ niềm tin, tình yêu và hành động của con người. Thứ ba là bệnh dạ dày. Hannah được biết tới là một nghệ sĩ solo thành công. Trước đó cô đã từng được debut với tư cách là một thành viên của nhóm Wonder Girl. Nhưng không lâu sau đó, do mắc viêm dạ dày cấp tính nên Hannah phải tạm ngừng hoạt động và rời nhóm. Có thể thấy rằng căn bệnh này đã gây rất nhiều ảnh hưởng đối với nữ idol vì chúng khiến hao tổn sức khỏe và đánh mất nhiều cơ hội của cô. Cậu út Trung Quốc của BTS cũng đã từng chật vật với cơn đau dạ dày trong một buổi lễ trao giải năm 2019. Đau dạ dày có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất có lẽ là stress, thức khuya hay nhịn ăn. Không chỉ riêng Trung Quốc mà còn rất nhiều thần tượng vì những lý do trên mà dẫn tới đau dạ dày. Quả thật là một idol không hề dễ dàng khi luôn có những áp lực và yêu cầu bủa vây quanh họ. Wonwoo của nhóm Seventeen được biết tới là một thành viên tài năng với khuôn mặt lọt top đầu của K-pop. Tuy nhiên vào năm 2016, Wonwoo được chẩn đoán bị viêm dạ dày cấp tính, là viêm đột ngột ở niêm mạc dạ dày. Vì tình trạng sức khỏe không tốt nên cậu đã phải tạm gác các hoạt động nghệ thuật để phục hồi và tập trung vào việc điều trị. Thứ tư, bệnh ngoài da. Giữa năm 2019, nhiều ARMY cảm thấy bàng hoàng và xót xa khi biết thành viên V của BTS thường xuyên bị dị ứng nổi mề đay. Các triệu chứng là bị mẩn đỏ, ngứa xuất hiện trên da khi tập thể dục hoặc thực hiện các hoạt động mạnh làm tăng nhiệt độ cơ thể. Nguy hiểm ở chỗ căn bệnh này không có thuốc đặc trị và nếu bệnh trở nặng có thể dẫn tới nhiễm trùng, thậm chí là tử vong. Vì vậy nên Vi thường tránh ăn cay và chọn những bộ đồ form rộng. Quan trọng nhất là phải uống nhiều nước trong các buổi biểu diễn để giảm thiểu tối đa tình trạng này. Yeji trong nhóm XG là một nghệ sĩ bị viêm da cơ địa. Triệu chứng căn bệnh của Yeji cũng giống như một kiểu dị ứng và không có nguyên nhân cụ thể hoặc do di truyền. Cũng có thể do các yếu tố bụi bẩn từ môi trường. Bệnh gây mẩn cứ vô cùng khó chịu, thường bị từ bé và cần điều trị lâu dài để bệnh khỏi dần khi trưởng thành. Yeji phải rất cẩn trọng trong việc tiếp xúc với những chất hóa học như đồ dưỡng da, đồ make-up, thậm chí là đồ dùng mới, quần áo mới, đặc biệt phải hạn chế tới những nơi có quá nhiều khói bụi ô nhiễm. Thứ năm là bệnh về máu. Đây là một nhóm các bệnh liên quan trực tiếp tới tế bào hồng cầu, trong đó có máu khối đông, là loại bệnh xuất hiện do thiếu hụt yếu tố đông máu hoặc không có đủ các yếu tố làm đông máu. Điều đáng sợ là bệnh có thể di truyền. Ở người bình thường khi bị thương, máu chảy ra ngoài không khí sẽ bị đông lại. Nhưng với những người mắc chứng máu khó đông, máu sẽ chảy mãi mà khó để đông lại, dẫn đến tình trạng mất máu quá nhiều. Nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Và thành viên Lay của nhóm EXO là người mắc phải căn bệnh này. Vì đây là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, nên Lay luôn phải cẩn thận trong mọi hành động của mình. Jessica của nhóm SNSD và Crystal Chung của nhóm FX là hai chị em ruột và họ cùng mắc bệnh thiếu máu. Đây là tình trạng máu có số lượng hồng cầu thấp hơn so với bình thường do cơ thể không nhận được đủ máu giàu oxy. Bệnh này cũng có thể xảy ra nếu các hồng cầu không chứa đủ hemoglobin giàu chất sắt giúp máu đỏ. Các triệu chứng của bệnh là cơ thể cảm thấy yếu hoặc mệt mỏi và chóng mặt. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Crystal bị ngất trên sân khấu vào năm 2010. Thứ 6, lệch vách ngăn mũi. Theo thông tin của BTS, trưởng nhóm RM của BTS bị hẹp vách ngăn mũi. Đây là một căn bệnh về đường hô hấp khá phổ biến, khiến người mắc bị nghẹt mũi, nhức đầu và khó thở. Vào năm 2018, anh chàng phải trải qua một cuộc phẫu thuật vách ngăn, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Vẹo vách ngăn có thể để lại nhiều biến chứng chẳng hạn như là gây khó thở và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bệnh nhân. Sau khi ca phẫu thuật thành công, RM cũng đã trấn an fan của mình và cho biết về tình trạng sức khỏe của mình đang ổn định dần. Mình đang cảm thấy rất ổn mà, cuộc phẫu thuật trải qua rất thành công và bây giờ mình đang làm một số việc trong lúc nghỉ ngơi và mình cảm thấy rất là tốt, không cần lo lắng đâu. Thứ 7, chấn thương. Tuy rằng đây không phải một căn bệnh cụ thể nhưng cũng khiến những người gặp chấn thương cảm thấy đau. Vị trí chấn thương ngoài da sẽ trở nên bầm tím, nhức mỏi, thậm chí phải điều trị lâu dài. Các vũ đạo đẹp mắt là yêu cầu cơ bản trong một sản phẩm âm nhạc. Những điệu nhảy có độ khó cao thường được các thần tượng lựa chọn để trình diễn trước khán giả. Vì vậy mà độ an toàn của những điệu nhảy thường không đảm bảo và khiến cho các nghệ sĩ gặp những chấn thương ngoài ý muốn. Ngoài ra còn do nhiều yếu tố tác động khác như thể trạng hay kết cấu của sân khấu. Theo dõi K-pop, chắc hẳn chúng ta đều biết tới chấn thương của Wendy của nhóm Red Velvet trong buổi diễn tập cho chương trình SBS Gayo Daejeon năm 2019. Nữ idol đã ngã từ độ cao 2m khiến cô bị thương nghiêm trọng ở phần mặt, gãy xương chậu và cổ tay phải. Vụ việc xảy ra khiến cho các fan vô cùng bàng hoàng và đồng loạt lên án nhà đài với thái độ vô trách nhiệm của mình. Thật may vì đến thời điểm hiện tại, Wendy đã khỏe lại và có thể hoạt động tích cực cùng với nhóm.
Jennie của nhóm Blackpink là một idol được biết đến với ngoại hình xinh đẹp, là một rapper tài năng. Tuy nhiên, ngoài các bling thì ít ai biết cô nàng có sức khỏe khá yếu, thường gặp nhiều chấn thương. Các fan không khó để nhận ra Jennie thường xuyên có biểu hiện bất thường, sắc mặt tím tái, khó thở. Nhiều netizen cũng không hiểu liên tố cô nàng lười biếng, mắc bệnh công chúa, nhưng thật sự đó chính là dấu hiệu báo động về tình trạng sức khỏe của Jennie. Cùng với lịch trình dày đặc của Blackpink, fan càng lo lắng hơn cho Jennie khi luôn phải cố gắng hết sức cho công việc của mình. Thứ 8, bệnh về khớp. Jimin của nhóm BTS là thành viên bị bệnh về khớp. Những cơn đau khiến cho Jimin cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng trên sân khấu lại thể hiện một cách chuyên nghiệp, khiến fan vô cùng bất ngờ và xót xa. Ngoài Jimin, anh cả Jin cũng có một vài dấu hiệu của đau xương khớp. Jin chia sẻ, tuy chúng tôi hiện giờ chưa phải uống thuốc nhưng mà xương khớp bắt đầu đau nhức rồi. Chúng tôi thực hiện khá nhiều vũ động mạnh và cứ khi nào trời mưa là tôi bắt đầu bị đau khớp, đau bụng. Tôi không nhớ rõ các cơn đau xuất hiện từ khi nào, nhưng trời mưa là nó sẽ đến. Cho Du Chuông của nhóm Wiki Miki cũng là một idol bị mắc căn bệnh này. Cô nàng đã gặp một số vấn đề về sức khỏe từ những ngày còn làm thực tập sinh là viêm khớp và cảm lạnh. Theo thời gian, vấn đề về khớp của Du Chuông trở nên tồi tệ hơn. Do đó, cô nàng đã phải tạm dừng hoạt động một vài lần. Nhiều lúc các cơn đau kéo đến khiến cho Du Chuông không thể chịu được, đến nỗi cô ấy cần phải dùng đến thuốc để giảm đau. Thứ 9 là hen suyễn. Zico của nhóm Blockby là một thần tượng thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe. Mặc dù trên sân khấu Zico luôn thể hiện sự mạnh mẽ, là cá tính riêng của mình. Vì vậy, không ai nghĩ rằng anh ấy thường xuyên mắc bệnh, trong đó là bệnh hen suyễn. Trên thực tế, Zico đã bị bệnh hen suyễn bẩm sinh. Đây là một tình trạng xuất hiện từ khi sinh ra, nơi đường thở co lại. Và có thể tiết ra nhiều chất nhầy, khiến anh khó thở. Zico cũng đã từng gặp vấn đề về tim. Chúng ta thấy Zico đã phải cố gắng và hy sinh rất nhiều cho đam mê của mình. Du Chuông của nhóm JYJ cũng là thần tượng phải chiến đấu với căn bệnh hen suyễn ngay từ khi còn nhỏ. Điều này có nghĩa anh gặp khó khăn trong việc thở và thường xuyên bị ho. Tuy nhiên, Du Chuông đã nỗ lực vượt qua căn bệnh và cố gắng rất nhiều để thể hiện tốt chất giọng đặc biệt có thể chạm tới những nốt cao của mình. Thứ 10, bệnh về tim. Lee Jung-hook của nhóm Attention từng chia sẻ rằng mình mắc bệnh tim bẩm sinh. Khi phần van tim bị hở, không thể hoạt động bình thường. Vì vậy, trong quá trình theo đuổi đam mê, anh chàng đã gặp phải không ít khó khăn khi môi trường thực tập quá khắc nghiệt cùng với yêu cầu về vũ đạo. Lee Jin-hyuk nói rằng anh ấy cảm thấy thua kém hơn những thực tập sinh khác và chính mẹ của anh cũng nói rằng hãy dừng lại, để thấy quá khó để chịu đựng. Dù vậy, Lee Jin-hyuk vẫn không từ bỏ và luyện tập một cách tích cực, chăm chỉ để cuối cùng có thể debut cùng với Attention. Đến nay, tình trạng bệnh của anh chàng đã tốt lên. Thật may vì điều đó. Trong K-pop cũng có một vài thần tượng mắc về bệnh tim như là Zico của nhóm Blockby. Anh chàng từng để lộ vết sẹo ở ngực do hai lần phẫu thuật trước đó. Mẹ của nam thần tượng cũng từng chia sẻ anh chàng khá chật vật với những căn bệnh khác như hen suyễn và viêm tiểu phế quản. 11. Bệnh cương giáp trạng. Cương giáp trạng là một nhóm bệnh gây ra bởi tình trạng tăng tiết hóc môn tuyến giáp dẫn đến các triệu chứng tim mạch, tăng chuyển hóa quá mức với các biểu hiện như là tim đập nhanh, gây sút cân. Son Ji của nhóm ESID là nghệ sĩ được chẩn đoán mắc bệnh cương giáp trạng vào năm 2016. Đây có lẽ là cú sốc quá lớn với nữ idol và các thành viên khác trong nhóm ESID bởi đây là thời kỳ nhóm đang hoạt động và phát triển nhanh chóng. Cô đã phải trải qua một khoảng thời gian dài tạm ngưng hoạt động cùng với nhóm để điều trị. May mắn vào năm 2018, Son Ji đã thông báo tin vui về việc hoàn toàn khỏi bệnh và có thể trở lại đường đua âm nhạc cùng nhóm. 12. Chứng giảm kali huyết. Năm 2018, thành viên Quan Nin của nhóm Sasha đột nhiên ngất xỉu trong buổi trình diễn của nhóm. Sau đó thì nguyên nhân được công bố rằng Quan Nin bị giảm kali huyết. Giảm kali huyết là tình trạng cơ thể không thể giữ được lượng kali đủ để duy trì hoạt động bình thường. Trong một số trường hợp có thể dẫn tới tử vong. Là thành viên được bổ sung vào nhóm, nhưng do bạo bệnh khiến sức khỏe của Quan Nin không ổn định và cuối cùng cô đã rời nhóm không lâu sau đó. 13. Covid-19. Covid-19 là một loại virus, cụ thể hơn là virus corona, được xác định là nguyên nhân gây ra dịch bệnh suy hô hấp được phát hiện ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Căn bệnh gây nên nhiều triệu chứng đa dạng, từ nhẹ hoặc không có triệu chứng, biểu hiện rõ nét nào, cho đến những trường hợp bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng như sốt, ho, khó thở, mệt mỏi, mất khứu giác, đau cổ họng, đau phổi. Trong một vài trường hợp, virus corona không có triệu chứng sốt, cảm lạnh thông thường nhưng vẫn tồn tại trong cơ thể. Hàn Quốc là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch này và có không ít idol K-pop dương tính với nó, như San trong nhóm ATEEZ, Do Young trong nhóm Jisoo, Trung Ha, Hani trong nhóm ESID, Sun Kyi trong nhóm Infinity, Minhok trong nhóm BTOB.
Trên đây là một vài căn bệnh mà các idol K-pop mắc phải, bệnh tật xảy đến là điều khó tránh phải. Chỉ mong các nghệ sĩ của chúng ta giữ gìn sức khỏe thật tốt, bởi điều các fan mong mỏi nhất chính là được thấy thần tượng của mình luôn khỏe mạnh tươi cười, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19. Và mấy bộ cũng hãy bảo vệ sức khỏe của chính mình nha. Còn bây giờ nhớ đăng ký kênh Vẫn Quả Chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD K-pop. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi tối hàng ngày lúc 19 giờ. Bye bye!